Trác Sơn Quang, Phương Gia Nhĩ, chặng đường khó tin từ thần đồng thể thao đến thần tượng gần gũi nhất K-pop. Trác Sơn Quang, từ một học sinh bị bệnh rối loạn tăng động ADHD, đã vượt sức ép của gia đình để trở thành một ngôi sao K-pop với nhóm nhạc God Seven. Ở tuổi 27, ngôi sao K-pop Trác Sơn Quang, Phương Gia Nhĩ đã đạt được vô vàn thành công nhiều người khác mơ ước. Nổi tiếng là thành viên nhóm nhạc God Seven, nhưng sở hữu sự nghiệp solo cũng tỏa sáng không kém, trở thành gương mặt đại diện của các thương hiệu lớn như Fendi, Cartier, ra mắt thương hiệu thời trang Streetwear được giới mô điệu đánh giá cao. Thế nhưng, thay vì chuyên tâm vào sự nghiệp âm nhạc, anh đã có hành động đánh mạnh vào lòng tự tôn dân tộc của Phan Trung Thành khi đề cập đến chính trị. Thần đồng thể thao. Trước khi đến với âm nhạc, Trác Sơn Quang có một định hướng rất khác, thể thao chuyên nghiệp. Cậu bé sinh ngày 28 tháng 3 năm 1994 trong một gia đình gốc gác thể thao tại quận Kowloon, Hồng Kông. Bố của cậu, ông Quang Ruizhi, là vận động viên bộ môn đấu kiếm, đại diện Trung Quốc tại hai kỳ Thế vận hội Thế giới năm 1984 và năm 1988. Mẹ của cậu, bà Sophia Chow, từng là một vận động viên bộ môn thể dục dụng cụ. Bà cũng là con gái của bác sĩ rất nổi tiếng tại Thượng Hải. Hẳn sẽ không có Trác Sơn Quang nghệ sĩ ngày nay nếu cậu bé chuyên tâm nối gót bố mẹ. Lúc còn nhỏ, cậu bé tập thể dục dụng cụ giống mẹ. Nhưng vì e ngại bộ môn này sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của con, gia đình định hướng cho cậu chuyển sang học đấu kiếm năm 10 tuổi. Năm 2010, khi mới 16 tuổi, cậu trai xếp thứ 11 bảng xếp hạng Thế vận hội thiếu niên mùa hè. Thế rồi bỗng một ngày, đại diện của JYP đến thăm viếng trường American International School. Họ bị ấn tượng trước vẻ bề ngoài của Trác Sơn Quang. Đại diện JYP đề nghị cậu tham gia chương trình tìm kiếm thực tập sinh của họ tại Hồng Kông. Thật nhiên, Trác Sơn Quang vô cùng hứng thú với đề nghị của JYP và cậu tưởng nhầm JYP chính là công ty quản lý của nhóm Big Bang thuộc công ty YG. Thật nhiên, bố mẹ cậu ấy không tán đồng ý tưởng này. Một nguồn tin phong phanh tiết lộ, mẹ của Trác Sơn Quang đã cho cậu một tối hậu thư, muốn trở thành ngôi sao ca nhạc, trước hết phải trở thành tuyển thủ đấu kiếm xuất sắc nhất. Có nhiều người sẽ nhụt chí trước lời đe dọa này, nhưng Trác Sơn Quang lại không. Chàng thiếu niên ngày đêm tập luyện, thành quả là cậu ẵm hai giải thưởng vàng bộ môn đấu kiếm tại giải thi đấu thiếu niên toàn châu Á ASEAN Junior và Candace Fending Championships năm 2011. Cậu cũng được trường đại học Stanford mời đến Mỹ du học với một suất học bổng thể thao cho nhóm đấu kiếm bán chuyên nghiệp, đồng thời có cơ hội trở thành một tuyển thủ đại diện Hồng Kông tại Thế vận hội 2012 ở London. Nhưng Trác Sơn Quang đã từ chối tất cả các lời đề nghị ấy để theo đuổi con đường nghệ sĩ. Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ con số 0. Đến Hàn Quốc, Trác Sơn Quang lao đầu vào luyện tập, lợi dụng thế mạnh là sức bền. Đến từ những ngày tháng thi đấu thể thao, cậu tăng cường thời gian tập luyện so với các thực tập sinh khác. Đôi khi, cậu sẽ nán lại phòng tập lên đến 6 tiếng đồng hồ một ngày. JYP đã nhận ra sự nỗ lực của Trác Sơn Quang. Sau hơn 2 năm tập luyện ngắn ngủi, cậu đã được chọn làm thành viên của God Seven, debut vào tháng Giêng năm 2014. Khi được hỏi về sự khác nhau giữa ngành thể thao và ngành âm nhạc, Trác Sơn Quang chia sẻ, hai bộ môn này hoàn toàn khác biệt, chúng tương đồng về mặt triết lý. Đến với chúng, tôi từng nghĩ mình có thể thành công, cũng có thể thất bại, nhưng ít nhất tôi đang cố gắng. Đến lúc này, bạn ắt hẳn đã nhận ra Trác Sơn Quang vô cùng có chí tiến thủ, vì trở thành rapper của nhóm God Seven không phải là điểm dừng của anh chàng. Sau khi chính thức debut, Trác Sơn Quang năng nổ tham gia chương trình tập kỹ và là một công dân Hồng Kông, anh không chỉ dừng lại ở địa hạt Hàn Quốc mà còn lấn sân thẳng sang thị trường Trung Quốc rộng lớn năm 2015. Năm 2017, nam rapper chính thức theo đuổi sự nghiệp solo ở Trung Quốc, anh tự thiết lập một công ty quản lý riêng gọi là Team Quang. Dưới label Team Quang, anh ra mắt hàng loạt ca khúc bằng tiếng Anh và tiếng Hoa dành riêng cho thị trường này. Nói về sự nghiệp cá nhân, Trác Sơn Quang ví von mình như một cá thể bị phân làm hai nửa, vô cùng bận rộn. Khi Team Quang đình chỉ hoạt động, tôi là một thành viên của God Seven. Khi God Seven nghỉ ngơi, tôi quay về với các dự án riêng. Năm 2021, nhóm God Seven rời JYP, mỗi thành viên chuyển đến một công ty quản lý khác nhau. Tùy tăng đàn xẻ nghé, nhóm God Seven vẫn dự kiến sẽ vẫn thực hiện các dự án chung với nhau. Chỉ là bây giờ, năm 2021 thì mọi người sẽ tập trung vào sự nghiệp solo trước. Trác Sơn Quang nói trong một cuộc phỏng vấn trên Get Real Podcast. Cá nhân Trác Sơn Quang, anh sẽ tập trung đẩy mạnh sự nghiệp solo tại Hàn Quốc. Anh tiết lộ, khi còn thuộc quản lý của JYP, anh không được phép quảng bá bất kỳ ca khúc solo nào tại Hàn Quốc. Cho dù những bài hát như 100 Ways hay Phantom đều là những bản hit ở thị trường khác, nó bị cấm trình diễn và stream ở Hàn Quốc. Bạn biết đấy, do hợp đồng ấy chấm dứt rồi, bây giờ tôi đang nỗ lực đưa các ca khúc ấy quay lại Hàn Quốc, anh chia sẻ. Thánh giải trí phải nhắc ngay đến Trác Sơn Quang. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng cùng tài năng ứng biến bẩm sinh, Trác Sơn sinh ra vốn đã là con người của sân khấu. Nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình thực tế như Quickly Idol, Drummate, Hitmaker, Star King, Radio Star, Girl Free Station 2, China. Anh không bao giờ khiến khán giả phải thất vọng vì kỹ năng giải trí của mình.
không hoa hòe giả tạo mà có chút mau mê dễ thương. Ở Jackson luôn có một sự chân thành hiếm thấy. Anh giải bày, khi tôi đi show thực tế, tôi không đến thể hiện điều gì, tôi chỉ cố thể hiện một con người thật Jackson. Tôi luôn tin rằng quan trọng nhất là bạn làm hết sức mình. Điển hình là tại Roommate, khi Lee Guk-joo cùng Seo Kang-joon tới chúc mừng cho lần comeback mới nhất của GOT7, đưa rằng có thể được mẹ của Jackson cũng đến. Ngay lúc đó, với sự ngạc nhiên tột độ, nhưng rồi bị dội một gáo nước lạnh, Jackson đã thất vọng hơn bao giờ hết. Anh chàng còn tâm sự, thật lòng em đã tin rằng mẹ em sẽ đến, có thể là mẹ muốn làm em ngạc nhiên chăng? Nhớ mẹ đã đến Hàn Quốc thật thì sao? Em gần như đã khóc òa lên. Một ví dụ khác, tại chương trình Vitamin nổi tiếng của đài KBS, Jackson thêm một lần nữa khẳng định tính cách độc đáo, thiên phú tỏa sáng trên các show của mình. Đặc biệt chỉ qua hai câu hỏi, khi bắt buộc anh phải lựa chọn giữa Suzy hay Hara, SM hay YG, Jackson đã cho mọi người thấy anh dễ dàng bị stress đến mức độ nào. Hoàn toàn có thể kết luận, Jackson là một anh chàng luôn thành thật với cảm xúc của mình qua chương trình này. Mỗi lần xuất hiện, Jackson đều không chừa chỗ trống nào để chương trình xảy ra một khoảnh khắc chết. Jackson dù ở đâu cũng có thể đem lại những tiếng cười sảng khoái đến với mọi người. Nhờ phong cách queer and free cùng khiếu hài hước sẵn có, anh gây được sự chú ý khá lớn. Các đạo diễn của Quickly Idol đều nhất trí mời Jackson tham gia dự án tiếp theo, Mountain Hitmaker, khi xem phân đoạn của GOT7, đồng thời cũng cảm ơn anh vì đã luôn tạo không khí vui vẻ tại trường quay. Jackson biết mình cũng có một chút hài hước, nhưng đơn giản là anh luôn nói những gì mình nghĩ. Đôi khi những người khác thường giữ hình tượng của mình khi đi show, nhưng riêng đối với Jackson, cậu ấy luôn muốn là chính mình, lúc nào cũng vui vẻ và hài hước. Nếu đã theo dõi bất kỳ show nào có Jackson tham gia, bạn không thể không công nhận anh luôn cố gắng và nghiêm túc để đạt được những gì mình muốn, chứ không chỉ làm qua loa cho có lệ. Ngay cả ở cách Jackson giao tiếp với nhiều người xung quanh, cũng có thể cảm nhận được rằng anh đã luôn đặt rất nhiều tình cảm của mình vào các mối quan hệ, dù trước hay sau camera. Nằm trong danh sách 10 thần tượng thông thạo nhiều ngoại ngữ nhất của báo Hàn, Jackson có thể nói được nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, Quảng Đông và Quảng Thoại, tiếng Nhật. Nhờ khả năng nói tiếng Trung lưu loát, Jackson đã được mời làm MC cho chương trình Growfish Season 2 bản Trung cùng với MC Hà Cảnh, được mệnh danh là Yu Jae-suk của xứ Trung. Chương trình nhận được sự ủng hộ vô cùng nồng nhiệt. Đặc biệt, ngoài đảm nhận vị trí manager, lead rapper và vocalist trong GOT7, Jackson cùng với Max còn đảm nhận thành phần Materials Are Striking, nhau lộn kết hợp võ thuật, luôn khiến người xem mắt chữ A một chữ O. Bị chỉ trích nặng nề vì đăng ảnh ủng hộ đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò, hay còn gọi là đường chính đoạn, đường chữ U, đường chính khúc, là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực Biển Đông mà Trung Quốc chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, yêu sách đường lưỡi bò đã bị Tòa án Trọng tài Quốc tế bác bỏ với lý do không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển của đường chính đoạn. Ngay sau đó, gần như cả làng giải trí Hàn ngữ đều đồng loạt đăng ảnh bản đồ đường lưỡi bò lên mạng xã hội với dòng chú thích Trung Quốc một tấc đất cũng không nhường, ngụ ý không đồng tình với phán quyết của trọng tài. Sự kiện này đã gây chấn động một thời gian và không khỏi khiến fan Việt dậy sóng, bởi Việt Nam vốn luôn bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa phận Biển Đông và không đồng tình với chính sách đường lưỡi bò. Sau đó, một loạt nhân vật nổi tiếng Hoàng ngữ đã bị fan Việt liệt vào danh sách đen. Jackson là người Hồng Kông, một đất nước cũng mang những mâu thuẫn chính trị với Trung Quốc tương tự như Đài Loan. Hành động của Jackson khiến rất nhiều fan Việt cảm thấy bức xúc. Không ít người cho rằng Jackson đang hoạt động tại Trung Quốc nên anh phải tôn trọng, thậm chí nịnh bợ chính phủ nước này để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Và có vẻ như không chỉ riêng fan Việt Nam hay Đài Loan mà hiện tại, netizen Hàn cũng đã lên tiếng thể hiện sự bất bình của họ khi nhiều thần tượng nổi tiếng dù đang hoạt động tại Hàn Quốc nhưng lại ngang nhiên đăng ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Lý do là bởi khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò bao gồm cả đảo Lê Đô hay còn gọi là Socotra Rock của Hàn Quốc. Vì lẽ đó, những cái tên như Victoria, Lay, Kowloon, Jackson Kwang cho đến hiện tại vẫn phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích của Kanet vì vấn đề này.